Rồi, hôm nay giới thiệu với các bạn là hướng dẫn các bạn sử dụng cái con này ha. Thì con này là Fujifilm XF1 này. Thì cái con này nó thiết kế cái viên pin nó nằm dưới này nè. Đó, ra cái chốt này qua là lấy viên pin ra nè. Rồi cái thẻ nhớ nằm sát bên thì chúng ta nhấn vô nó sẽ lòi ra, thấy không? Nè, đó. Thì cái con này á, làm cái mở nguồn á, là nó nằm ở chỗ này. Thì chúng ta phải kéo cái này ra, kéo này ra xong chúng ta mới dặn qua đây ha. Nhớ là dặn dòng qua đây là mở nguồn đó, thấy chưa? Cái đèn LED thì nó nằm đây, nếu muốn xài đèn LED thì chúng ta bật nó lên đó. Thì các cái chức năng này mà chúng ta muốn hiểu nó thì chúng ta lên trên YouTube, thì nó có một cái khóa là gọi là nhiếp ảnh cơ bản hay nhiếp ảnh cho người mới bắt đầu, nó phân tích rất là kỹ, mà chúng ta phải mỗi ngày một học chút 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 thì chúng ta mới hiểu nó được nó ha. Cái chương trình này gọi là làm chủ ánh sáng, tức là chụp ảnh theo ý của mình. Thì mình mới học cái này ha, học từ từ sẽ biết thôi. À, giờ cái con máy này nó được zoom in zoom out thì nó được thiết kế ở ở, ở cái dòng này luôn ha. Chúng ta xây ra như nè, chúng ta xây ra như là zoom zoom ra, tele ra, rồi xây ngược lại là nó sẽ là zoom vô ha. Để mình thử nha. À, đó, mình xây ra là zoom nè, đó. Khi mà mình cảm thấy bố cục ok á, mình mới nhấp cái nút này là nút chụp nè. Chúng ta nhấp nhẹ cái để lấy nét. À, chúng ta nhấp nhẹ cái lấy nét đó. Rồi, nhấp nhẹ cái lấy nét thì nó lên cái khung xanh nè, thấy chưa? Tại vì nó có cái cảm biến ở đây nè. Khi mà chúng ta nhấp nhẹ cái nó kêu cái tít, nó kêu cái tít tức là nó đã bắt nét. Và bắt nét thì nó sẽ báo cái khung xanh này, đó. Đó là đã lấy nét rồi, lúc đó chúng ta bắt đầu mới giữ yên máy, chúng ta đừng có lắc máy ha, chúng ta giữ yên máy là chúng ta bắt đầu phải ấn xuống luôn. Ấn xuống luôn. Đó, là chụp. Thấy chưa? Cái đó là chụp rồi đó. Nếu mà chúng ta lắc máy thì nó sẽ mờ ha. Rồi khi mà chụp xong thì nếu mà mình muốn đèn LED thì chúng ta mở LED ha, còn nếu không muốn thì chúng ta tắt nó cũng được. Rồi chụp lại cái nữa coi ha, đó tấm này không có LED nè, đó thấy chưa? Rồi cái auto này á, là nó thấy trời sáng nó không lên LED, nó không có lên đèn, mà trời tối nó sẽ tự lên đèn, gọi là auto ha. Thì mấy cái này là cộng trừ EV, cộng trừ EV tức là nó ví dụ như mình thấy trời nó tối, mình thấy chụp xa, chẳng hạn như mình chụp chụp trong nhà mà nó hơi xa quá thì chúng ta cộng trừ lên là nó sáng lên, thấy không? Đó, xây là nó sáng lên đó, mình thấy nè, thấy không? Bình thường thì để macro đi, để mặc định đi. Cái này là chụp chụp macro tức là chụp cái bông hoa, chụp con kiến ha. Thì khi mà chúng ta muốn chụp nó, chụp con kiến rồi thì chúng ta nhấn vô. Nhấn vô nè, đó, thì chúng ta qua đây là mặt rô nó on. Khi mà chúng ta chụp xong mà chúng ta muốn chụp cái tòa nhà thì tức là không phải là mặt rô nữa, là chúng ta đó là lấy cảnh tròn rồi, thì chúng ta phải phải ốp nó về về mặt rô ốp lại ha. Rồi còn cái này là hẹn giờ để chụp nè, cái này là chụp ảnh thì gọi là tự sướng đó, thì cái đó không hiểu là cái gì. Rồi rồi bây giờ nếu mà tắt máy, hồi nãy mình mà dặn qua đây là mở máy, thì bây giờ mình dặn xoay ngược lại là sẽ là tắt máy ha. Dặn xoay ngược lại sẽ là tắt máy. Khi mà dặn hết hết đây luôn, phải không? Xong rồi chúng ta đẩy loa len vô đó. Thì cái máy thành ra là chúng ta phải nhẹ nhẹ tay với nó ha, phải sử dụng năng lưu nó chút để cho nó đảm bảo xài lâu dài. Rồi dặn về là về tắt máy nè, xong rồi đẩy đẩy cái len lên vô luôn. Rồi, máy đẹp hoàn hảo nha. Năm cây cuốc đã nhiều, lưng 7-8 triệu vẫn ngồi livestream. Bắn nhau đá bóng xem phim, cú lên một tiếng cả team chơi cùng. Đêm đêm anh lại tiệc tùng, âm thanh ánh sáng đã bùng lên chưa? Độ này vẫn giống độ xưa, vẫn đợi donate vì chưa có tiền.